Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. Tác giả Phạm Văn Đồng. Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của nước ta, đáng lẽ phải sáng tỏ hơn nữa trong bầu trời văn nghệ của dân tộc, nhất là trong lúc này. Trên trời có những vì sao, có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy, và càng nhìn thì càng thấy sáng. Văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy. Có người chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên và hiểu Lục Vân Tiên khá thiên lệch về nội dung và về văn, còn rất ít biết thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu, khúc ca hùng tráng của phong trào yêu nước chống bọn xâm lược Pháp lúc chúng đến bờ cõi của nước ta cách đây 100 năm. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước mà tác phẩm của những chàng bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân ta chống bọn xâm lược phương Tây ngày buổi đầu lúc chúng đặt chân lên đất nước chúng ta. Nguyễn Đình Chiểu vốn là một nhà nho, nhưng sinh trưởng ở đất Đồng Nai hào phóng, lại sống giữa lúc nước nhà lâm nguy. Vua nhà Nguyễn cam tâm bán nước để giữ ngai vàng. Nhưng khắp nơi, nhân dân và sĩ phu anh dũng đứng lên đánh giặc cứu nước. Vì mù cả hai mắt, hoạt động của người chiến sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu chủ yếu là thơ văn. Và những tác phẩm đó, ngoài những giá trị văn nghệ, còn quý giá ở chỗ nó soi sáng tâm hồn trong sáng và cao quý lạ thường của tác giả, và ghi lại lịch sử của một thời khổ nhục nhưng vĩ đại. Kiên nghĩa bất vi vô giọng giã. Đời sống và hoạt động của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương anh dũng. Cảnh đất nước cũng như cảnh riêng càng long đong, đen tối, thì khí tiết của người chỉ sĩ yêu nước càng cao cả, rạng rỡ. Sự đời hà khuất đôi chồng thịt, lòng đạo xin tròn một tấm gương. Cuộc đời và thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu là của một chiến sĩ hy sinh, phấn đấu vì một nghĩa lớn. Thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu là thơ văn chiến đấu, đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng. Học theo ngòi bút chí công, trong thi có ngụ tấm lòng xuân thu. Và chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Đối với Nguyễn Đình Chiểu, cầm bút, viết văn là một thiên chức. Và Nguyễn Đình Chiểu trọng chức trách của mình chừng nào thì càng khinh miệt bọn lợi dụng văn chương để làm việc phi nghĩa chừng ấy. Thấy nay cũng nhóm văn chương vóc dê da cọp hồ lường thực hư. Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu làm sống lại trong tâm trí của chúng ta phong trào kháng Pháp anh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ từ năm 1860 về sau. Suốt 20 năm trời, quân của triều đình dưới sự chỉ huy của một danh tướng lúc bấy giờ, Nguyễn Tri Phương, đã đánh thua ở Sài Gòn, Tự Đức vội vã đầu hàng. Năm 1862, cắt ba tỉnh miền Đông. Năm 1867, cắt ba tỉnh miền Tây cho giặc. Mặc dầu nước nhà gặp cảnh hiểm nghèo và khổ nhục như vậy, các tầng lớp nhân dân Nam Bộ lúc bấy giờ, nhân dân lao động và các bậc sĩ phu đều kiên quyết vùng dậy đánh giặc cứu nước. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Phong trào bắt đầu dấy lên ở miền Đông, sau lan rộng khắp nơi ở lục tỉnh.
biến thành cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, nhiều nơi, nhiều lúc, sôi nổi và mạnh mẽ lạ thường, khiến cả kẻ thù cũng không tiếc lời tỏ lòng khâm phục. Theo nhiều sách của người Pháp, trong cuộc viết về cuộc chiến tranh xâm lược Nam Bộ, khởi nghĩa Trường Định ở Gò Công, thủ Khoa Huân ở Mỹ Tho, Phạm Liêm và Phan Tôn ở Bến Tre, Nguyễn Trung Trực ở Sạch Giá, Đỗ Thừa Lương và Đỗ Thừa Tự ở Cần Thơ, Nguyễn Văn Bường và Quảng Hớn ở Hóc Môn, Bạt Điểm, vân vân. Làm sao sưu tầm tài liệu về những trang sử oanh liệt này, về biết bao cuộc chiến đấu anh dũng ở khắp nơi, về biết bao chiến công của biết bao anh hùng liệt sĩ, để đánh giá đúng tầm rộng lớn và sức mạnh của phong trào kháng Pháp lúc bấy giờ. Một phong trào bắt nguồn từ lòng căm thù vô hạn của quần chúng nhân dân đối với giặc ngoại xâm, nguyện hy sinh tất cả và chiến đấu đến cùng để cứu nước, cứu dân. Chúng ta hãy nghe một đôi đoạn trong một bài hịch phổ biến lúc bấy giờ. Bớ các quan ơi, chớ thấy chiến trùng hoàng nghị mà tấm lòng địch khái nỡ phôi pha, cho rằng ba tỉnh giao hòa mà cái việc cừu thù đành lơ là. Bớ các làng ơi, chớ thấy đồn dưới Gò Công thất thù mà trở mặt hại nhau, chớ nghe bảo trên bến Nghé phân cư mà đành lòng theo mọi. Hỡi ơi, oán nhường ấy, hận nhường ấy, cừu thù nhường ấy, làm sao trả đặng mới ưng. Công bấy lâu, nghiệp bấy lâu, lao khổ bấy lâu, bao đành đỏ qua sao phải. Hồi tưởng cuộc chiến đấu anh dũng vô song của dân tộc Việt Nam ta ở Nam Bộ lúc bấy giờ, ruột gan chúng ta đau như cắt xé. Giá như triều đình lúc bấy giờ không phải ở trong tay bọn vua chúa nhà Nguyễn phản bội và đầu hàng, mà ở trong tay những người kế tục sự nghiệp của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, kế tục sự nghiệp yêu nước và anh dũng của Nguyễn Huệ, thì phong trào kháng Pháp lúc bấy giờ ở Nam Bộ chắc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhất là đã được lãnh đạo thống nhất và kiên trì đấu tranh cho đến thắng lợi. Đồng thời, phong trào ấy chắc được sự ủng hộ kiên quyết của cả nước. Như vậy, đất Đồng Nai anh dũng từ đó đã trở nên bức thành đồng ngăn chặn bọn cướp nước phương Tây xâm phạm đất nước chúng ta ở Nam Bộ, và do đó đã bảo vệ vẹn toàn độc lập và thống nhất Tổ quốc. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu một phần lớn là những bài văn tế ca ngợi những người anh hùng suốt đời tận trung với nước và than khóc những người liệt sĩ đã chọn nghĩa với dân. Ngòi bút nghĩa là tâm hồn trung nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu đã diễn tả thật là sinh động và não nùng cảm tình của dân tộc đối với người chiến sĩ của nghĩa quân. Vốn là người nông dân, xưa kia chỉ quen cày cuốc, bỗng chốc trở thành người anh hùng cứu nước